Xin chào các bạn thân mến, ngày hôm nay mình sẽ chọn địa điểm này để xây dựng một cái túp lều nhỏ nhỏ để mình sẽ làm một chương trình thử thách, đó chính là thử thách 24 giờ sống ngoài vườn. Xin mời các bạn hãy theo dõi. Các bạn thân mến, và sau một thời gian thì tôi cũng đã tạo dựng cho mình một túp lều bằng lá chuối. Và bây giờ là tôi sẽ chuẩn bị đi tắm rửa này, rồi là tôi sẽ nấu ăn cũng như là chuẩn bị chăn chiếu, và tôi sẽ thực hiện thử thách 24 giờ ngủ tại túp lều bằng lá chuối này. Và tôi sẽ hẹn các bạn chỉ còn khoảng tầm 1 giờ đồng hồ nữa thôi, là đã khoảng tầm 6 giờ, và lúc đấy là tôi sẽ bắt đầu ăn uống và tôi sẽ ngủ nghỉ ở đây đến sáng mai nha. Các bạn hãy theo dõi video của tôi. Xin chào các bạn nha. Như vậy là bây giờ trời cũng đã tối rồi, và mình cũng vừa tắm rửa và chuẩn bị được cơm canh, cũng như là mình cũng đã chuẩn bị gối rồi, chăn chiếu đầy đủ rồi. Và bây giờ mình sẽ uống nước một chút nữa, là đợi cơm chín là mình sẽ ăn cơm nha. Ở bên này thì mình vừa mới nhóm lửa ở bên này để đuổi muỗi mọi người ạ. Ở ngoài này nhiều muỗi lắm. Với lại mình trời rất là lạnh ấy. Trời hôm nay rất là lạnh luôn, nên là mình nhóm thêm một ít lửa đó cho nó có khói, đêm mình có ngủ đây nó vẫn ấm hơn ấy. Đã ăn lạc sống rồi. Ăn lạc sống nhà trồng ấy mọi người ạ. Còn đây là chè của nhà tự hái tự trồng luôn, chè Thái Nguyên rất là ngon. Nên là anh em nào mà muốn uống chè thì cứ liên hệ với mình, mình sẽ để số điện thoại ở phần mô tả nhá. Chè rất là ngon luôn, mà giá cả rất là hợp lý. Mời mọi người uống nước nhé. Đêm nay là mình sẽ một mình ngủ ở chỗ này. Hơi sợ ma một tí đấy, nhưng mà cũng đối với nó mới là sở thử thách. Sợ nhưng mà mình vẫn thực hiện, đó mới là thử thách. Còn bây giờ mình chuẩn bị đi xem cơm canh rồi mình chuẩn bị ăn cơm nhá. Mọi người ơi, coi như là bây giờ mình cũng đã chuẩn bị được cơm canh cẩn thận rồi nhá. Nãy là mình tắm rửa cho con rồi nấu ăn rồi lại đi đón vợ, đây là hơi muộn một tí, bây giờ cũng gần 7 giờ tối rồi. Bây giờ là mình mới được ăn cơm đây. Chắc là giờ này mọi người ăn cơm hết rồi nhỉ. Bây giờ mùa này là 7 giờ nó cũng hơi muộn rồi ấy. Ai à, cơm nóng. Cơm nóng, canh nóng. Cởi áo ra đã, hơi nóng một tí rồi. Mình nhóm bếp bên này. Ai à, một mình cảm giác sống ở ngoài này, cảm giác nó thú vị thật ấy. Hôm nay mình ăn món tai lợn luộc với lại đậu nấu nghệ nha. Đây là nước mắm ớt. Thôi mời mọi người ăn cơm nha, tối muộn rồi mình đói lắm rồi. Thử thách được sống ở ngoài này 24 giờ cảm giác cũng sướng. Nhưng mà sợ đêm thì hơi sợ ma một tí. Thôi nha, mời mọi người nha. Đậu Thái Nguyên luôn nhá, đậu Thái Nguyên tự làm luôn. Đó. Ừ.
ăn quả ớt đó. Đây là rau thơm, ở quê mình gọi là rau húng chó mọi người ạ. Ăn ghém ngon lắm. Đây tai lợn luộc đây. Ăn cơm ở ngoài này cảm giác nó ngon miệng lắm. Với lại giờ này cũng muộn rồi, mùa này tầm 7 giờ, 7 giờ này là tối nên là cũng muộn rồi, bởi vì mọi hôm nhà mình khoảng tầm 6 giờ là mình ăn cơm rồi. Tại vì là nãy mình tắm rửa cho con rồi nấu ăn nữa, nó cũng hơi hơi muộn một tí. Còn là cái túp lều của mình là hôm nay là 4 giờ chiều mình mới dựng lên. Canh đậu nấu nghệ là rất ngon luôn mọi người ạ. Tí nữa là mình bây giờ mình mới có một cái gối đầu thôi, tí nữa mình mới chuẩn bị chăn nữa. Rồi tí nữa pha lại ấm chè nữa này. Ra đây là mình khác ngồi đi uống chè, khi nào buồn ngủ thì mình ngủ thôi. Đấy. Không biết là có ngủ được ngon không nhưng mà thử xem là như thế nào nhá. Bởi vì một mình ngủ ở ngoài này thật sự là nó cũng hơi hơi lạnh lẽo. Thứ nhất là muỗi nó cũng có mà rắn rết xung quanh mình cũng sợ, với lại mình cũng sợ ma nữa. Ở ngoài vườn xa nhà cảm giác nó cũng hơi ghê. Đậu nấu nghệ để thơm mới ngon. Cái này là cái sống mũi của con lợn này. Giòn lắm, cái này mình luộc nó giòn lắm. Còn cái tai này mình luộc nhừ rồi, ăn nó rất là ngon luôn. Cái bếp của mình ở đây nó ấm lắm. Mình cho mấy cục củi vào to to, bây giờ nó cháy. Nhưng mà không có ngô với khoai gì nướng. Tí nữa mình rang lạc này lên rồi mình uống nước chè cho nó hết đêm, pha uống chè đặc cho ngồi đây hàn huyên tâm sự với anh em cho nó nhanh hết đêm nhá. Cái rau húng chó này nó rất là có lợi cho sức khỏe luôn. Cái này mình luộc nó nhừ quá, bây giờ nó nguội rồi, nó dính vào nhau này. Nó dính vào nhau luôn này, cái tai. Tai chưa bắt giới. Ăn cái hoa của ăn cái hoa này nó rất chi là nó thơm mà nó bùi lắm. Đây có lẽ là lần đầu tiên một mình ngồi ăn cơm ở một cái nơi hoang vu thế này. Cảm giác nó cũng có cái gì đấy nó rất chi là đặc biệt luôn mọi người ạ. Như vậy là mình đã ăn được 2 bát cơm và mình cũng đã no rồi. Bây giờ là mình sẽ cất cái mâm cơm này đi và mình sẽ pha lấy một ấm chè mới cho thật nóng nhé. Là mình sẽ ra đây mình ngồi ở đây nói chuyện với mọi người và mình sẽ chuẩn bị lấy chăn ra đây. Khi nào buồn ngủ là mình ngủ luôn. Bây giờ để mình cất mâm đã nhé.
À, mọi người ơi, vừa rồi mình ăn cơm xong thì mình bê mâm trở lại vào sang bên kia nhà, thì mình quay lại thì không hiểu lý do vì sao cái bàn của mình đang tự nhiên ở đây mà bị đổ ướt hết luôn này. Nãy mình vừa mới kê lại mình cũng chưa hiểu là vì cái vấn đề hay là gì đó mà tự nhiên cái bàn mình kê rất là chắc nha, nhưng mà nó đổ xuống nên nãy đổ xuống ướt hết mặt bàn rồi đây này. Mình cũng không hiểu cái đấy là một cái gì đó có thể là liên quan đến tâm linh một chút gì đó không, bởi vì là tự nhiên mình lại lấy chăn chiếu ra đây mình làm một cái lều ngoài này, liệu là có động đến một cái gì đó mà liên quan đến những cái điều tâm linh. Mình cũng thấy hơi ngại ngại một tí, nhưng mà như thế mình cảm thấy hấp dẫn hơn. Mình không hiểu lý do vì sao, có thể đêm nay sẽ có điều gì đó xảy ra không nhé. Như vậy là mình đã pha được một ấm chè rất là đặc, rất là ngon rồi. Và có món lạc rang cà vỏ nhá. Và có thêm cả chai rượu men lá nữa. Đấy. Đấy, vừa rồi thì có bạn Phương Khói Lửa là ghé thăm cái lều lá chuối của mình. Đấy, để tham quan với lại khảo sát. Hai em đang uống nước chè các bạn ạ. Đang hàn huyên tâm sự thưởng thức cái không khí ngoài trời nó như thế nào. Đây là một cái lều lá chuối, toàn bộ bằng lá chuối hết đây. Nhìn rất chi là mỏng manh. Mỏng manh dễ vỡ. Khá vững chắc. Được đấy, nhưng mà cái này mà gặp gió là nó hất cả người đi luôn đấy. Nhưng mà cảm giác ở ngoài là sướng các bác ạ. Nó trong lành mà nó hoang vu, nó cũng có cái gì đấy là rất là đặc biệt. Ấm chè đặc nữa đấy, đôi lâu lâu lại anh em chạm một ly rượu, ăn một củ lạc. Cuộc sống phải nói là sinh tồn thế này cảm thấy nó hay. Lạc này của nhà mình trồng đấy, lạc đỏ, lạc đây rất là đỏ luôn, rang cà vỏ ăn rất là ngon. Rượu men lá nhà bạn Phương tự nấu. Đấy. Đảm bảo thơm ngon luôn. Say êm, không đau đầu. Ăn một củ lạc, uống một ngụm rượu. Thưởng thức. Anh em nào mà muốn sở hữu cái túp lều này với mình thì cứ liên hệ nhá. Rượu ngon lắm. Nhưng mà đêm nay một mình khác ở ngoài này là có vẻ là cũng hơi xoắn một tí, nhưng mà phải thử thách bản thân mình xem mình có vượt qua được cái thử thách đấy không. Lạc này rang này ăn quá ngon nhỉ, quá thơm. Vào đi, làm một tí đi. Thú vị à. Nãy nếu cái bàn này bị đổ, đi vào đấy cất cái mâm quay lại lại thấy đổ tung hoành, không biết là lý do vì sao luôn. Hay là ma làm. Hay là ma làm đổ. Ở đây một mình cũng sợ đấy nhỉ. Đêm đêm cũng ngủ gặp sợ. Chắc cũng sợ đây, nhưng mà chùm chăn kín mít. Thử thách xem mình có làm được không. Chè ngon quá, đang tầm ngon luôn. À, tiếp tế lại tiếp tế thì cứ lại đây cái đấy ngon không? Này nó đậm hơn, mùa hè thì có khả năng là dễ chơi hơn cái này. Uống vào thì cái này mùa hè có bia thì quá ngon luôn, bia uống với lạc rang cà vỏ các bác ạ. Cái lạc rang cà vỏ nó thơm mà nó nguyên chất lắm. Này mùa đông thì mình nhâm nhi với một chút rượu pha tí mật ong nữa. Uống rất là ngon luôn. Say lúc nào không biết luôn. Phải uống cho nó tê tê đi, đêm ngủ nó mới đỡ sợ. Cái này giòn hơn.
Tuyệt vời. Không thể đùa với hộp đứa. Vào đi. Hai anh em đêm nay rồi, đến bạn Phương thì chắc khoảng tầm 11 giờ là lại về nhà ngủ. Còn mình thì vẫn cứ một mình ở đây thôi. Đấy. À, mà anh em làm cái đi. Mùa đông này uống rượu buổi tối ở ngoài như này cảm giác sướng lắm. Nếu cho chú đi sinh tồn 100 ngày là làm cái này là không ở được. Chú ấy ở là không. Cái này không phải ở trên rừng là mình làm này thôi. Còn ở trên rừng là phải lấy cây, lấy các thứ về làm. Trong tương lai là mình sẽ lên rừng. Mình sẽ lên rừng ở trên đồi trên kia có một cái gốc đa rất là to mà nghe kể là có khá là nhiều ma đấy. Chú có nghe kể ma ở trên đấy không? Nghèo quá. Ngày xưa là có mình có một ông bác là làm cái lán ở trên đấy. Là ở trên đấy để trồng ngô với trồng sắn đấy các bác ạ. Đấy. Nó buổi chiều là ông ấy đi xuống cái gốc đa, cái rạch ấy là lấy nước uống. Ông ấy gặp một đứa trẻ con nhưng mà ông ấy cứ đi, ông cứ gọi thì không thấy. Xong là ông ấy cứ đi theo là đến gốc đa là cái con bé đây là nó đi vào trong gốc đa. Đấy. Nhưng mà ông ấy tìm xung quanh không thấy, ông cứ tưởng trẻ con ai đi lạc ấy. Nhưng mới sau rồi ông mới ngộ ra là ma. Đấy, đi vào cái gốc đa này không có lý do gì mà ở trên rừng nó đi vào gốc đa mà nó giấu ở đâu được cả. Có thể đấy là ma dẫn đường đấy. Ma dẫn đường nếu mà không tinh nhanh là có thể là nó dẫn mình đi lạc và đi mất. Nó hại mình bất cứ lúc nào ấy. Nên là cũng mình cũng không tin lắm nhưng mà cái vấn đề tâm linh thì mình cũng có tin. Cũng có tin. Đôi khi nói là không có nhưng mà cũng có thể là cũng có đấy. Nhất là mình đi sinh tồn, mình ở những cái khu vực nó không ở trong nhà ấy, ở trong rừng sâu ấy thì nó sẽ có những cái điều hơi đặc biệt một tí về tâm linh. Mọi người ơi, vừa rồi thì mấy anh em mình cũng ngồi đây uống nước chè và mấy anh em cũng đã về rồi. Bây giờ cũng vào 11 giờ rồi thì mình cũng xin phép là được đi ngủ đây. Mình sẽ thử thách một đêm ngủ ở với chiếc lán này ở ngoài vườn nhá. Và sáng ngày mai mình dậy sớm và mình sẽ quay lại video cho mọi người nhá. Và chúc mọi người ngủ ngon nhá. Bây giờ là mình chuẩn bị chăn đây rồi. Chăn gối đây rồi. Bây giờ là mình sẽ đi ngủ nhá. Chăn ấm lắm nhưng mà hơi ghê đấy. Ôi giời ơi, lạnh lắm ngoài này ấy, nhưng mà cũng thấy hay hay. Nhưng mà sợ ma mọi người ạ. Khá sợ ma đấy nhưng mà vẫn cố gắng. Cố gắng hoàn thành được hết cái thử thách này nhá. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Mình đi ngủ đây. Mình vừa mới gọi là ngủ chợp chợp được một chút. Bây giờ mình vừa mới dậy mình hút một điếu thuốc. Ngoài này các bạn có thấy là mình đang thở ra khói không? Rất là lạnh luôn bởi vì trời nó đang mưa phùn phùn ấy. Mình ngủ thật sự nếu mà các bạn ạ, một mình mà ngủ ngoài này nó là cả một vấn đề. Cảm giác là nó rất chi là cảm thấy nó sợ các bạn ạ. Hiện tại thì mình lúc mình đi ngủ mình đã tắt điện đi rồi ấy. Mình không bật điện, mình không để điện ngủ mà mình chỉ có một cái đèn pin. Và mình có đặt một cái gậy ở bên ngoài, mình rất là sợ luôn. Nhưng mà bây giờ, đây bây giờ đồng hồ là 2 giờ 41 phút. Đây 2 giờ 41 phút mọi người. 2 giờ 41 phút đây. Mọi người xem 2 giờ 41 phút hiện tại mình vẫn đang ở ngoài này. Và rất là lạnh luôn. Mình ngủ cảm giác nó như là bị ngủ mơ ấy mọi người, bị ngủ mơ như là kiểu có người nhấc mình dậy ấy, nên là mình cũng cảm thấy rất là sợ luôn. Mọi người xem 2 giờ 42 phút hiện tại mình gần 3 giờ sáng rồi. Mình đang ở đây. Mình 11 giờ là mình bắt đầu mình đắp chăn, mình đi ngủ, mình rút điện lúc 11 giờ 5 phút và mình ngồi hút một điếu thuốc là lướt Facebook một chút nữa là khoảng tầm 11 giờ rưỡi là mình bắt đầu đặt đầu ngủ đến độ khoảng tầm ngủ được 30 phút là đến từ 1 giờ trở ra một lúc là mình bắt đầu thao thức dần. Kiểu như là mình ngủ nó không được ngon ấy. Cảm giác mình đang ngủ mà nó có như là kiểu như là có một cái gì đấy nó xung quanh mình ấy.
nó không như ở trong nhà mọi người ạ. Cảm giác thử thách ở ngoài này, cái lúc mà còn sớm thì mình thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà đến khi mà về đêm mọi thứ xung quanh nó yên tĩnh rồi, không còn một cái thứ gì xung quanh, chỉ có những con dế nó kêu ấy. Đây có con dế có đang kêu đấy, bọn thấy không? Cảm giác ngủ nó cứ y vào tai cho mình, bắt đầu kiểu như bị bóng đè ấy, cảm giác như có người lật mình dậy ấy. Nên là mình giật mình một phát mình dậy, xong mình ngồi mình hút điếu thuốc luôn, rồi là mình lấy đèn pin mình chiếu để mình xem đồng hồ thì mình cứ nghĩ là sắp sáng rồi, nhưng mà bây giờ mới có 2:43. Lạnh, mình cảm thấy rất là lạnh luôn. Mình còn quên cả mặc áo ấm bởi vì là cũng rất là sợ luôn, nhưng mà chắc từ đây đến sáng là mình cũng không ngủ nữa. Mình vẫn cố gắng mình xem là nằm mình lướt, nếu mà khi nào buồn ngủ thì mình ngủ tiếp. Cũng cảm thấy rất là sợ thật mọi người ạ. Đây là mình cách nhà mình nó cũng đến khoảng 100m thôi. Cái vườn nhà mình đến vào nhà nhà mình đến 100m thôi. Mà xung quanh xa xa thì vẫn có nhà. Chứ đây là mà ra ngoài đồng hoặc là vào trong rừng thì nó cả một vấn đề. Sợ thật. Cảm giác ngủ nó không được ngon đâu mọi người ạ. Đừng nên là mọi người thấy một cái thử thách gì đấy ấy. Nếu đã gọi là thử thách rồi nó rất là khó. Khó để vượt qua được nó. Nhưng mà đến giờ mình đã vượt qua được quá nửa chặng đường rồi. Chỉ còn 4, 5, 6, 3 tiếng nữa thôi là trời cũng đã sáng, và chỉ 3 tiếng nữa thôi là mình đã hoàn thành được cái thử thách của mình. Và bây giờ mình lại đi lấy một ấm chè mới để mình pha, mình ngồi đây. Đến sáng nếu mà buồn ngủ thì mình sẽ lại ngủ tiếp, nhưng mà mình kiểu như bị bóng đè nó sợ lắm, cảm giác ngủ dậy xung quanh nó không còn có một ai ấy. Cảm giác nó lạnh lẽo, nó cô đơn và cảm giác sợ. Hơi ghê mà tí, bây giờ tôi đi lấy một ấm chè về tôi lại uống, tiếp tục tôi uống nhá. Rồi là đến sáng mai tôi vẫn ở đây 3 tiếng nữa, đến sáng mai. Mặc cái áo lạnh lắm mọi người ạ. Quá lạnh luôn. Bây giờ đi lấy ấm chè thì uống đã, rồi tính sau. Xin chào các bạn nhé, chúc các bạn một buổi sáng tốt lành. Như vậy là bây giờ là cũng khoảng tầm 6 giờ rồi mọi người ạ. Và mình đã trải qua một đêm sống ở trong một cái nhà bằng lá chuối này. Rất là lạnh, với lại kiểu ngủ ở dưới đất ấy, nó đau lưng kinh khủng luôn. Mệt lắm, mệt với lại lạnh, cảm giác ngủ ở dưới đất này nó mỏi lắm mọi người ạ. Nhưng mà cố gắng thử thách thì cũng đã được vượt qua thành công rồi. Mình đã hoàn thành được thử thách 24 giờ sống ở ngoài vườn. Và nếu mà video mà hay thì các bạn hãy cho mình xin một lượt chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Và đây là chiếc lán của mình. Hôm qua mưa một chút nhưng mà vẫn không ảnh hưởng gì. Rất là tuyệt vời. Mình xin chào mọi người nhé.